xin chào tất cả cô chú anh chị và khán giả và mọi người trên đường like của Nhi TV Vlog nhé. Thì sau khi Nhi xem cái kênh của Lão Đại thì Nhi sang Nhi xem cái kênh của Sửu Thủy. Thì đang lên một cái clip thì cũng đang chê trách về chính quyền địa phương. Thì là cái vụ việc của cái cháu bé thì ở trong Đồng Tháp đấy. Thì nhân tiện ngày hôm nay thì Nhi làm cái clip này. Thì Nhi cũng gửi cho Sửu Thủy như này. Cái con người ấy, như Sửu Thủy là một con ếch ngồi đáy giếng, không biết gì về chính trị, không biết gì về những gọi cơ quan chức năng người ta làm việc, thì lên ngậm ngay cái mõm này. Thì qua cái cách chia sẻ và qua cái cách lập luận của Sửu Thủy trên kênh ấy, thì với cái mục đích của Sửu Thủy là chỉ lên gọi cho nói xấu về chính quyền địa phương và chê trách về những gọi cho là cơ quan chức năng ban ngành của đất nước Việt Nam ta. Thì cái phần thứ hai thì Nhi xin chia sẻ với Sửu Thủy như này này. Sửu Thủy bảo là cái cháu bé 4 ngày như này mà không biết kêu gọi các nước tiên tiến ở bên nước ngoài người ta về giúp đỡ phải không? Thì Nhi xin thưa với Sửu Thủy, Nhi cũng là cái người, Nhi cũng là gọi cho chậm hiểu thôi và ít hiểu thôi. Thì Nhi cũng nhìn nhận được ra cái vấn đề thứ nhất, khi kêu gọi thì cái đất nước, gọi cho đất nước bạn đi, người ta sẵn sàng người ta giúp đỡ. Nhưng mà với một cái điều kiện là đường xá xa xôi, khi gọi người ta đến người ta giúp đỡ, cái vấn đề thứ hai là nó phải mất hàng tuần, hàng tháng, chứ không phải như Sửu Thủy ngồi một chỗ như con ếch ngồi đáy giếng. Thế là tại sao không nhờ những cái nước bạn mang robot thế nọ thế kia tiên tiến hơn để giúp đỡ? Thì tại sao, lý do gì? Sửu Thủy nghĩ là như kiểu là Sửu Thủy nhảy xuống buồng của mẹ vợ á. Nó nhanh đến cái mức độ như vậy cơ. Không dễ như thế đâu Sửu Thủy ạ. Nó không dễ như kiểu Sửu Thủy, hiểu chưa? Đi xuống tầng 1 mất nửa tiếng, xong lên tầng 2, nó nhanh như vậy đâu. Bởi vì cái con người như Sửu Thủy, trước khi phát ngôn ra, trước khi nói và trước chê trách người lọ chê trách người kia, thì mình phải biết được. Ngay như vận chuyển máy bay thôi, người ta bay từ nước ngoài sang Việt Nam thì cũng phải mất mấy tiếng đồng hồ thì mới tới được. Và những nước tiên tiến người ta mang máy móc sang, thì Nhi thử hỏi với Sửu Thủy là cái đường sông, đường bộ, đường hàng không phải không, liệu nó có nhanh như Sửu Thủy nói không? Mà Sửu Thủy lên dẫn dắt dư luận, dẫn dắt khán giả, thì cái con người, hiểu chưa, đã không được khôn như Sửu Thủy rồi thì đừng lên ẳng nữa. Bởi vì Sửu Thủy đã có học đâu, đi nhảy tàu nhảy xe từ 5-13 tuổi thì có kiến thức đâu mà biết được. Mà lên đây chia sẻ, dẫn dắt mấy khán giả làm cái gì? Sửu Thủy mới lên nhớ bây giờ như này này. Sửu Thủy lên nghĩ là làm sao giải quyết được cái vấn đề về chủ kênh của Ra Cát Phong ấy, đang nói về cái kênh Thủy Chọc kia, đang làm những cái việc gì với cái đấng sinh thành của mình, và đang làm việc gì với người em gái của mình. Thế Sửu Thủy lên phản biện với cái kênh đấy, và lên đưa ra những cái giả thiết, những cái giả định thì hay hơn. Chứ không phải là Sửu Thủy ngồi một chỗ đánh trống lảng đi và dẫn dắt dư luận, bao biện đi cái câu chuyện mình đang ăn chặn đền thiện ấy. Sửu Thủy hiểu chưa? Chứ không phải là bây giờ là lên cứ lấp la lấp liếm đi để đánh trống lảng cái sự việc của mình đang làm đi. Tại sao không nói đến cái vấn đề là mình công khai cái tài chính, công khai cái số tài khoản, mình bán đô ra, mình có ăn chặn tiền từ thiện hay không, và mình đã làm những cái gì? Và đặc biệt là hãy soi mói về cái kênh Ra Cát Phong kia đi. Là Ra Cát Phong nói về cái kênh Thủy Chọc đấy đã làm những cái việc gì đối với đứng sinh thành ra mình, và đã làm những cái việc gì với em gái của mình. Thế Sửu Thủy hãy vạch ra cái sự thật đấy. Còn về chính trị này, về những tổ chức cá nhân này, và về cơ quan ban ngành của nhà nước này, thì Sửu Thủy không đủ tầm. Sửu Thủy chỉ lên trên đây chê trách thôi. Còn cá nhân của Sửu Thủy đã tốt đẹp chưa? Ngay như bố mình thôi, sinh thành mình ra, nuôi dưỡng mình, giáo dục mình bằng đấy tuổi đầu rồi. Bây giờ mình còn chả báo đáp được bố mẹ mình, mình còn làm những cái chuyện gọi cho là có Thủy là số 1 thì không ai là số 2.
lại còn đi báo đáp bà mẹ vợ. Trong khi đó cái lương tâm, cái con người của mình đã đẹp đẽ gì chưa? Mà mình lên mình chê, mình trách. Như thế cái gọi cho cái luận điệu, cái sự chia sẻ của Sửu Thủy trên không gian mạng ấy, nói về cái sự việc của cháu bé, thì Nhi cảm thấy là Sửu Thủy không biết một cái gì cả. Sửu Thủy chỉ là một con ếch ngồi đáy giếng, ngồi sủa oang oang thôi, dẫn dắt dư luận, lại chê lại trách cơ quan và gọi cho chính quyền là tại sao không nhờ các nước tiên tiến để người ta giúp đỡ cho. Sửu Thủy nghĩ là như kiểu Sửu Thủy là chị Sửu Thủy nhảy xuống buồng mẹ vợ là xong á. Hả? Sửu Thủy nghĩ là Sửu Thủy chỉ có nghĩa là cắm cái thiết bị vào mẹ mình là xong á. Nó dễ, nó đơn giản như thế hả Sửu Thủy? Sửu Thủy mới lên nhớ như này này. Nhi là cái người chậm hiểu nhất. Thì Nhi cũng biết nếu nhờ tất cả các nước bạn có những cái gọi thiết bị tiên tiến nhất thì chỉ cần gọi điện sang thì người ta cũng cần phải xin giấy tờ. Khi người ta đi ra nước ngoài thì cần phải có giấy tờ, còn phải có công văn. Chứ không phải như Sửu Thủy thích cái là nhích được ngay đâu. Cái vấn đề thứ hai, thứ nhất là về cái địa lý, đi đường, đi tàu, đi xe, đi đường biển thì nó cũng phải mất thời gian, mất hàng tuần trời thì mới sang được đến Việt Nam ta. Chứ không phải như Sửu Thủy nhảy từ trên tầng 1 xuống nhảy xuống phòng tầng 2, từ trên tầng 2 xuống phòng tầng 1 của mẹ vợ ấy. Không phải nó nhanh như thế đâu Sửu Thủy ạ. Không phải là nó chỉ lửa tiếng đã xong đâu. Và nó còn phải hàng tuần, hàng giờ. Chứ không phải như Sửu Thủy một con ếch ngồi đáy giếng, cứ ngồi sủa càn, có biết cái gì đâu. Bây giờ cứ nghĩ như Sửu Thủy là cái con người không có học này, không được giáo dục đến nơi đến chốn này, nên có biết được cái gì đâu. Chỉ lên đây dẫn dắt dư luận, nói xấu về chính quyền, nói xấu về gọi cho là những cái cơ quan ban ngành. Người ta đang gọi cho đang rất chi là giúp đỡ kia. Người ta điều cả quân khu 9 vào, điều cả gọi cho ban ngành, tất cả những cái gọi cho những tàu thuyền đi vào tận nơi. Người ta giúp đỡ thiết bị máy móc. Sửu Thủy nghĩ là Việt Nam ta không có những thiết bị hiện đại á. Thế Sửu Thủy nhầm rồi. Bởi vì Sửu Thủy có đi ra ngoài bao giờ đâu. Sửu Thủy chỉ lúp trong cái váy của bà mẹ vợ thôi. Và sống trong cái gầm trạn thì Sửu Thủy biết cái gì. Sửu Thủy còn chưa đọc báo, chưa xem tin tức về cái vụ việc như vậy. Sửu Thủy có biết là bây giờ chính quyền địa phương người ta đang làm 24/24 không? Làm ngày làm đêm không? Mà Sửu Thủy nó kêu chậm trễ. Các bạn là Sửu Thủy đang cố tình dẫn dắt dư luận không? Với cái mục đích tiêu cực đúng không? Tại sao cái con người như Sửu Thủy đã xứng đáng chưa? Và tại sao cái cơ quan ban ngành Sở Truyền thông 4T của tỉnh Lào Cai không vào xác nhận là xem cái kênh của Sửu Thủy này đang bôi xấu chế độ, đang làm những cái việc gì? Có phải đang chê trách chế độ không? Có phải là Sửu Thủy không biết không? Hay là Sửu Thủy đang cố tình, đã được dẫn dắt, hay là đang cố tình bịa đặt cái câu chuyện thêu dệt lên? Cái con người như Sửu Thủy thì biết cái gì? Sửu Thủy chỉ biết lên nhớ như này. Sửu Thủy lên nhớ một điều rằng Sửu Thủy chỉ biết được là từ trên tầng 2 xuống tầng 1 ấy, vào cái phòng ngủ của bà mẹ vợ ấy, nó chỉ hết tầm khoảng 3 phút đến 5 phút thôi. Xong bắt đầu làm việc hết tầm khoảng nửa tiếng nữa, xong là lên tầng 2. Như thế là xong. Chứ Sửu Thủy làm sao mà biết được. Thế Sửu Thủy lại nghĩ là bây giờ cứ sang gọi điện cho nước nào đấy, người ta có cái thiết bị tiên tiến phải không? Gọi cái là người ta sang ngày à? Hả? Thế có phải là Sửu Thủy đang nghĩ như kiểu là từ trên tầng 2 nhảy xuống phòng ngủ của mẹ vợ không? Nó nhanh đến cái mức độ như thế à? Không phải xin giấy tờ hả? Hay là Tôn Ngộ Không? Một cái con người đã nhảy tàu, nhảy xe, thất ăn, thất học rồi phải không? Còn không biết gì đấy, còn lên trên không gian mạng dẫn dắt dư luận nữa cơ. Sửu Thủy biết cái gì? Khi bây giờ nhà không có, cửa thì không, đang phải đi sống nhờ ở đậu, đang chui gầm trạng, thì biết cái gì? Nên là bây giờ Sửu Thủy hãy biết là cái thân phận của mình đang đi bố con đang càm nhau đi sống nhờ ở đậu, đang đi chui gầm trạng và đang phải gọi cho ăn chặn cái đồng tiền từ thiện thì để sống qua ngày, thì phải hiểu rõ là cái bản chất cái con người của mình là chỉ được như vậy thôi. Cái thứ hai, lên lừa đảo trên không gian mạng
để kiếm trác, vợ chồng chia trác với nhau, đi ăn xin, đi ăn mày, đi ăn những cái đồng tiền gọi cho là từ thiện, chặn đầu chặn đuôi của người ta, không dám công khai tài chính lên, không dám minh bạch lên. Thì Thủy hãy xem xét cái con người của Thủy đi, đã xứng đáng chưa, đã tốt, đã đẹp chưa, đã bỏ ra giúp đỡ ai được nghìn nào chưa. Chỉ bây giờ chỉ muốn chăm xe đi ăn xin ăn mày của người ta thôi, đi quay những cái hoàn cảnh gia đình thì toàn anh em họ hàng nhà mình thôi, lên diễn trò chia chác với nhau thôi, xong bây giờ lên lại nói xấu địa phương, nói xấu ban ngành. Thì hôm nay thì Nhi làm cái clip như này này, với cái mục đích thì Nhi gửi cái clip này lên, Nhi cũng là một người dân, thì Nhi cảm thấy cái kênh của Thủy TV này đang mang những cái mầm mống và mang những cái lời lẽ tư tưởng cả chống phá. Thì Nhi mong cơ quan ban ngành, sở truyền thông 4T của tỉnh Lào Cai hãy vào cuộc xác minh cái clip của buổi trưa ngày hôm nay Sử Thủy lên trên không gian mạng chia sẻ và dẫn dắt đấy, liệu cái clip này có đang nói xấu chính quyền địa phương không, có đang bêu dếu những chính quyền không. Thì mong cơ quan truyền thông hãy vào cuộc để xác minh xem cái kênh Sử Thủy này đang làm những cái việc gì, đi kêu gọi từ thiện đã chính đáng chưa, đã đúng mục đích chưa, đã theo cái nghị quyết 93, nghị định 93 đưa ra chưa. Và bây giờ lên trên không gian mạng hôm nay lại chê trách chính quyền địa phương, lơi cái gia đình đấy, và đi chê trách cái tỉnh gọi cho có cái lơi mà cháu bé đang bị gọi cho bị gặp đấy. Thì mong cơ quan ban ngành hãy vào cuộc, hãy xác minh xem cái kênh Sử Thủy này đã mang những cái lời lẽ như nào lên, có phải đang xuyên tạc và vu khống không, hay là bên sở truyền thông thông tin của tỉnh Lào Cai biết cái sự việc này nhưng vẫn làm ngơ. Cái vấn đề thứ hai thì Nhi gửi đến Sử Thủy như này này, thì vẫn tiếp tục nói về cái vấn đề về sao kê và làm từ thiện. Thì theo cái góc độ mà theo cái cá nhân như Nhi nhìn nhận ấy, cái kênh của Sử Thủy đi làm từ thiện thì Sử Thủy ăn thì gọi cho là thôi rồi, Sử Thủy không cả dám sao kê lên, không cả dám gọi cho là đưa ra những cái biên lai, những cái cá nhân của Sử Thủy đi làm từ thiện, kêu gọi những ai gửi tiền về cho Sử Thủy, tại sao, lý do gì, cái số tài khoản của Sử Thủy không dám công khai lên, không dám sao kê lên. Mà trước đây Sử Thủy đã nói về văn giới, văn nghệ sĩ này, nói về chính quyền địa phương này, Sử Thủy nói rất chi là ghê. Thế tại sao trong cái vấn đề Sử Thủy đi làm từ thiện, Sử Thủy lại không dám sao kê cái số tài khoản của mình lên? Có phải là cái sự đang lấp liếm của Sử Thủy không? Sử Thủy đang cố tình, đang be đậy đi không? Tại sao một cái con người như Sử Thủy không dám đưa lên, không dám trưng lên cho khán giả, cho mọi người thấy được cái sự thật Sử Thủy có ăn hay không? Sử Thủy có chặn, có bớt đầu, bớt đuôi của người ta hay không? Tại sao? Bởi vì theo cá nhân của Nhi nhìn nhận ý, gia đình nhà Sử Thủy đang rất chỉ là đói khát và đang rất chỉ là khó khăn. Thế tại sao Sử Thủy không kêu gọi từ thiện để giúp đỡ bố mình ở quê đi? Và cái người đã sinh thành ra Thủy đi, bây giờ còn đang sống không nay đây mai đó, phải không? Còn đang đi ăn nhờ ở đậu. Và hiện tại bây giờ Nhi còn biết là bố của Sử Thủy bây giờ đang gọi cho là đi ăn xin cái đồng tiền bố thí của thiên hạ. Người ta gửi cho đồng nào thì chìa tay ra xin. Thế tại sao cái con người, một người con như Sử Thủy, tại sao không báo đáp, không phụ dưỡng, không kêu gọi cái đồng tiền đấy để về giúp đỡ bố mình đi? Tại sao mình cứ phải lên trên không gian mạng, mình đi kêu gọi về những cái chỗ gọi cho chia chác này? Đã văn minh, đã công bằng chưa? Thả Sử Thủy, Sử Thủy hãy chứng minh cho khán giả, cho không gian mạng biết được là Sử Thủy đang đi kêu gọi từ thiện này có đúng theo cái nghị định 93 ra không? Hay là Sử Thủy chồng thì đi chia tiền, vợ thì quay? Đã có bên thứ ba người ta chứng kiến chưa? Hay là chỉ có hai vợ chồng Sử Thủy chia chác vào hùa với nhau với những cái hoàn cảnh kia? Có phải chia chác 70-30 không? Có phải là bây giờ đang cố tình bao biện để lấp liếm đi không? Nếu Sử Thủy tốt đẹp thì Sử Thủy hãy lên phản biện cái kênh của Gia Cát Phong đi. Gia Cát Phong đang nói về cái vấn đề, cái quá khứ và cái con người của Thủy Trọc đấy. Tại sao cái con người như Thủy không dám phản biện lại Gia Cát Phong? Tại sao không dám đề cập đến cái vấn đề đấy? Sử Thủy đã làm những cái gì? Đã làm những cái vết dơ gì ở quá khứ đối với cái đấng sinh thành của mình và em gái của mình? Tại sao Thủy Trọc không dám chia sẻ cho khán giả, cho mọi người biết đi? Tại sao cứ phải đánh chống lảng, nói về những chế độ lọ chế độ kia, nói về từ thiện lọ từ thiện kia?
Mà trong cái đây đi làm từ thiện thì sử thủy đã minh bạch chưa? Đã đàng hoàng chưa? Đã đúng chưa? Hay là mình còn đang chặn đầu chặn đuôi? Mình còn đang cố thì mình đánh trống lảng đi, để cho khán giả, cho mọi người, để quên cái quá khứ của mình đúng không? Xin thưa mấy sử thủy như này, từ giờ đến Tết, hết kênh của Nhi đến kênh của Lão Đại và của mọi người sẽ tiếp tục chia sẻ cho trong và ngoài nước. Và kể cả sáng mùng 1, Nhi cũng sẽ chia sẻ xoay quanh cái vấn đề về kênh Gia Cát Phong, nói về kênh Thủy Trọc đã làm những cái trò gì đối với đấng sinh thành của mình và đã làm cái gì với em gái của mình, để cho không gian mạng, cho mọi người biết được. Chứ làm sao mà sử thủy có thể bẻ đậy được, làm sao mà có thể là cố tình dẫn dắt dư luận được. Nên nhớ sử thủy như này này, kênh của sử thủy chỉ có mười mấy nghìn người theo dõi thôi, nhưng mà trong và ngoài nước, các kênh khác người ta sẽ lan tỏa ra cái video của Gia Cát Phong nói về Thủy Trọc, để cho Thủy Trọc biết được là và gia đình, họ hàng và không gian mạng trong và ngoài nước biết được là cái bộ mặt của sử thủy có tốt đẹp hay không, đã văn minh, đã lịch sự chưa. Chứ không phải là bây giờ cứ đánh trống lảng đi, dẫn dắt dư luận. Thì nói thật với sử thủy như này, chỉ có mỗi cái bầy kèn kèn ý, trên cái kênh của sử thủy thôi, thì biết cái sự sai trái của sử thủy không được, cố tình bao biện, cố tình bênh vực thôi. Thế là Nhi nhìn nhận thấy, tâm thì sinh tướng, chủ nào thì tớ đấy, chả sai. Con sử thủy ý, có che có bậy đi, đậy đi hay không ý, thì cái bản án lương tâm của mình không bao giờ tẩy và gột rửa được. Đến đời con, đến đời cháu của sử thủy cũng không bao giờ chấp nhận được khi một cái người cha, người ông, người chú như sử thủy đã làm những cái việc rất chi là gọi cho là mang cái tính chất là phi đạo đức của sử thủy đối với cái đấng sinh thành của mình, đối với người em của mình. Sử thủy ạ, hãy lên nhìn nhận lại đi, và hãy lên tìm một cái nơi nào thoáng mát mà chui xuống để cho nó yên phận đi. Chứ bây giờ sử thủy diễn ở trên không gian mạng ấy, càng diễn bao nhiêu, càng gọi lấp liếm bao nhiêu cái câu chuyện, thì sử thủy là cái con người thua toàn tập rồi. Và sử thủy không bao giờ xứng đáng được lên trên không gian mạng nữa, mà ngồi đấy mà diễn, ngồi đấy mà dẫn dắt dư luận. Cái con người như sử thủy chỉ có cái con cờ hó nó mới làm được, chứ không phải con người nữa. Nên là sử thủy hãy nhìn nhận lại trong suốt cái quá trình, cái quá khứ mà sử thủy đã làm trên không gian mạng, đã giúp được những ai và đã chia sẻ được những cái gì. Hay là mình đang cố tình mình bê đậy đi cái sự việc, cố tình bê đậy đi cái clip của Gia Cát Phong. Nhưng mà xin thưa với sử thủy, cái con người như sử thủy sống không được tốt, không được văn hóa, không được văn minh, nên là có bê đậy đi bao nhiêu ấy, thì càng bê lại càng lòi ra. Sử thủy hiểu chưa? Còn sử thủy hãy nhìn nhận ra đi, xem cái kênh Lão Đại đang chia sẻ về sử thủy như thế nào. Thì chắc chắn là sử thủy là cái người nếu như có kiến thức ấy, nếu có ăn có học ấy, thì đáng nhẽ ra thì phải biết. Nhưng mà sử thủy có biết cái gì đâu. Chỉ có lương tâm của sử thủy ấy, sẽ thấy gọi cho là ray rứt ấy, và sẽ thấy nhột thôi. Còn cái con người như sử thủy ấy, đến mẹ vợ còn không tha, đến mẹ đẻ mình ra còn không tha, em gái mình còn không tha, thì lấy đâu cái tư cách gì mà nói đạo lý. Liệu cái tư cách của sử thủy ấy, vẫn còn trườn lên trên bộ mặt trên không gian mạng, thì cũng biết là cái con người của sử thủy sống ở đẳng cấp như nào rồi, có đàng hoàng, có lịch sự hay không rồi. Thì chắc chắn sử thủy là cái người sẽ biết được rõ cái sự tình, và sử thủy sẽ thấy mình là người sống như thế nào, có tốt, có đẹp, có văn minh hay không. Thì cá nhân sử thủy là cái người sẽ hưởng và sẽ gánh cái hậu quả cho đời sau, đời con, đời cháu. Còn Nhi cảm thấy sử thủy có nói nữa, có thanh minh, có giải thích đến bao nhiêu đi nữa, thì cũng không bao giờ che đậy được cái clip của Gia Cát Phong lên chia sẻ đâu nha. Nên là cứ ngồi đấy mà kêu gọi từ thiện và nói xấu chính quyền đi, chắc chắn sở truyền thông 4D của tỉnh Lào Cai, người ta cũng theo dõi, người ta sẽ nhìn nhận được ra hết cái sai, cái trái của cái chủ kênh này. Thì rồi sẽ có một ngày sử thủy sẽ được phơi bày ra ánh sáng, sẽ được không gian mạng, sẽ được mọi người biết được sử thủy là cái người như thế nào. Có phải là đang bất mãn với gia đình không? Hả? Nhi biết thừa
cái con người của Sửu Thủy sống là bây giờ bất mãn với gia đình, bị đuổi đi khỏi nhà từ năm 13 tuổi, đi nhảy tàu, nhảy xe, nên là mới đi phiêu bạt lên cái khỉ ho cò gáy để sống, để che đậy đi, hiểu chưa? Cái clip mà Gia Cát Phong chia sẻ lên ấy, để che đậy đi cái quá khứ của mình. Mình đã làm cái việc gì đối với đấng sinh thành của mình, đối với em gái của mình, thì chắc chắn Sửu Thủy sẽ không bao giờ che đậy được. Bởi vì cái lương tâm, cái con người của Sửu Thủy chắc chắn sẽ day dứt và sẽ thấy ăn lăn như thế nào. Còn Sửu Thủy có nói lửa, có nói mãi, có thanh minh bao nhiêu đi chăng nữa thì Sửu Thủy cũng không bao giờ, hiểu chưa, sáng sủa được. Bởi vì cái con người như Sửu Thủy chỉ có cái con cờ hó nó mới làm được thôi. Chứ con Sửu Thủy mà làm được cái đấy với đấng sinh thành của Sửu Thủy thì Nhi cũng hết cách rồi, cũng không biết nói Sửu Thủy như thế nào rồi. Chả trách mà Sửu Thủy cứ lên trên không gian mạng, tôi có thể tắm rửa cho mẹ vợ tôi thì chả trách, phải không? Tranh cái phần tắm rửa của vợ mình, của anh em họ hàng mình để tắm cho bà mẹ vợ mình, thì chắc chắn Sửu Thủy đã làm cái gì đối với mẹ vợ mình và đối với đấng sinh thành của mình, thì chắc chắn Sửu Thủy biết, phải không? Nên là cái con người của Sửu Thủy có lửa có mãi thì cũng chỉ gọi cho là tâm sinh tướng thôi. Và những cái bầy khán giả trên kênh của Sửu Thủy cũng cùng gọi cho cùng dạng với nhau thôi. Đây là hôm nay thì Nhi làm cái clip nó ngắn lên thôi để gửi đến Sửu Thủy, để cho khán giả, cho mọi người biết được là cái con người của Sửu Thủy như thế nào, để cho khán giả trong và ngoài nước biết được là cái chủ kênh này mang được lại những cái lợi lộc gì, hay là lên trên không gian mạng dẫn dắt dư luận theo cái chiều hướng tiêu cực, là theo cái chiều hướng bất mãn với gia đình, bất mãn với xã hội. Thì mong Sửu Thủy hãy cố gắng dãy dụa nữa đi, mạnh vào chưa đủ đâu, phải lửa, phải mãi vào thì cơ quan chức năng người ta mới nhìn nhận thấy Sửu Thủy nhé.